Bạch sư cho con hỏi loài vật thấp nhất của súc sanh là gì? Các loài dung trùng ở cấp tế bào hay thậm chí vi khuẩn, virus có được tính là súc sanh? Thì đây là sư thuật lại lời của các vị trưởng lão thôi. Thì các cái con vi khuẩn, virus á, thì được tính là sắc do nghiệp sanh hoặc sắc do thời tiết sanh. Nó không phải là chúng sanh. Còn quý vị muốn khảo chứng thì chờ quý vị đi đến tứ thiền á, rồi quý vị thực hành các cái thần thông, đạt được cái thần thông là tha tâm thông á, quý vị nhìn vô tâm của tụi nó rồi quý vị biết. Chứ còn bây giờ sư cũng không biết à. Thì mình không biết thì mình nghe theo lời của các vị trưởng lão thôi. Thì các vị đó nói là vi khuẩn, virus nó thuộc về sắc do nghiệp sanh hoặc sắc do thời tiết sanh. Còn những con khác thì ví dụ như con cháy, con rận thì đó là chúng sanh.